Hello, xin chào tất cả mọi người. Xin chào mọi người đến với kênh YouTube của Thuyết Trào. Và nhân một cái buổi học của lớp K1 ngày hôm nay thì cả lớp đang học cái bài Lưu Thủy Kim Tiền. Thì học xong bài Lưu Thủy rồi, bây giờ chuyển sang Kim Tiền. Thì là mình tiện nhân lúc mà lớp học thì mình sẽ quay lại cái clip này để mọi người cùng học và cùng tham khảo. Đây là hai bạn, đây là bạn Chiến và đây là anh Nghĩa. Thì là hai học sinh học đã lâu của Duy rồi. Thì là hôm nay nhân tiện một cái buổi học này thì Duy sẽ quay lại cái bài Kim Tiền này để cho mọi người cùng học. Nếu mọi người thấy hay thì mọi người hãy đăng ký kênh và ủng hộ kênh YouTube của Thuyết Trào nhá. Đấy, nhưng hôm nọ đánh xong Lưu Thủy rồi nhé. Đánh xong Lưu Thủy rồi, bây giờ sang Kim Tiền. Hãy xem Kim Tiền ngay cái bài vào đầu chậm thôi. Vào chậm. Rê fa đô rê đô son la đô. Rê fa son. Đây anh đập đơn hiểu không? Đập kép. Tinh tăng tinh rê đô son la đô. Rê fa son fa rê fa rê. Đập đơn la đô rê đô son. Hãy bỏ đi, đập kép tức là đập hai phách, còn đập đơn đập một phách thôi. Đập kép này. Tinh tăng tinh tinh tăng tinh tăng tinh. Tinh tăng tinh tăng tinh tăng tinh tăng tinh tăng tinh tăng tinh. Đó. Còn đập đơn là đập bỏ nó một nhịp. À, rê fa đô rê đô son la đô. À, rê fa đô rê đô son la đô. Rê fa son fa rê đô la đô rê đô son fa la rê đô la đô la son fa đô rê fa son la son fa son la đô son rê đô fa rê đô tập son á. À, có nhịp cạnh nhịp ngoại em. Anh chậm này, tập kép nhá. Thank you.
cái bài này nó hơi rắc rối, nó hay quay đi quay lại nhé. Nhưng mà cái giai điệu rất thuận. Vào vào cái lần thứ hai thường là tăng tiết tấu lên đúng không? Lần thứ hai bắt đầu tăng lên. Như tăng lần 1 này, lần 1 không tăng, lần 2 mới tăng. Lần 2 tăng để người ta vào Xuân Phong Long Hổ ấy nhé. Xong là tinh tăng tinh tinh thì cuối cùng nó mới vào tầng 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 đấy, hơn một chút thì lai lai của Trung Quốc này. Nhưng mà đừng những nhấn khác thì nó sẽ ra kiểu tàu, nhưng mà đây mình nhấn không ra tàu, đây mình làm ra cái chất của mình Huế cơ. Đấy, gần được tì mạnh rồi. Đúng rồi đấy. Nhưng mà đừng rung nhanh, chậm thôi, chậm mới khó. Chứ mà nó không phải đâu. Đặt mạnh tay vào rồi ấy thôi. Đặt dí, đè nốt trong đầu là đè dây thôi, nó lắc một chút thôi. Son, son, son. Đây này, nghe câu này nó mới
đây ấy này, nghe cô này, đây là kim kỹ thuật này. Đấy. Đúng rồi, đấy. Đấy. Giọt đúng là giọt. Son do la son ta ra di ta di ta đấy. Đúng rồi đấy. Đánh lại từ đầu này. Đấy. Re fa do re do son la do ta. Đấy. Thay ngân đấy để làm cái nhịp. Son, 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 son
vừa rồi là nhân một cái buổi học của các bạn lớp K1 ngày hôm nay thì là mình tiện mình sẽ quay lại cái clip này để mình post lên cho mọi người cùng học, thì mọi người cố gắng học theo và cái link bài kèm theo, cái link bài mình để ở cái phần mô tả, các bạn download phần link bài nó về để các bạn tự tập ở nhà nhé.